Thanh Mai và Hoàng Vũ xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Ngày hôm nay thì Thanh Mai và Hoàng Vũ rất vui được tiếp tục giới thiệu đến quý phụ huynh của chúng ta một sản phẩm hoàn toàn mới sẽ được mẹ và các bé rất yêu thích đến nha. Wow, nghe hấp dẫn rồi đó. Vâng, đó chính là sản phẩm cặp ba lô học sinh siêu nhẹ hoàn toàn mới của thương hiệu Miti mang hình ảnh Robo trái cây. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn rất nhiều những hình ảnh dễ thương khác phù hợp với các bé. Nhưng mà Thanh Mai vẫn rất ngạc nhiên là không biết tại sao năm nay cặp học sinh của Miti lại mang tên là Robo Trái Cây. Thanh Mai biết không, Robo Trái Cây chính là một cái tên đang được rất nhiều những bạn nhỏ yêu mến. Bởi vì đây là một câu chuyện về một bộ phim hoạt hình mà ở đó có rất nhiều những người bạn trái cây cùng nhau đoàn kết, cùng nhau yêu thương để bảo vệ môi trường, để chống lại cái ác. Wow, quả là một bộ phim hoạt hình rất là dễ thương, rất là ý nghĩa và được các bé rất yêu thích đúng không nào? Và giờ đây thì các bé của chúng ta sẽ được gặp gỡ với những nhân vật trong bộ phim hoạt hình Robo Trái Cây với những hình ảnh mà chúng ta sẽ cùng nhau mang đến trường hàng ngày nha. Thưa quý vị, chắc hẳn rằng quý vị cũng không còn xa lạ với thương hiệu cặp sách Miti được sản xuất bởi công ty May Minh Tiến, một công ty nổi tiếng với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất cặp, ba lô, túi sách, vali cao cấp. Đồng thời, đây là đơn vị sản xuất đầu tiên của Việt Nam về sản phẩm cặp và ba lô siêu nhẹ, thương hiệu gắn kết với các bạn học sinh. Ngoài ra, đây còn là một nhà phân phối uy tín về giá và sản phẩm may chất lượng ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Và bên cạnh đó thì công ty Minh Tiến còn rất tự hào khi nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Và với quy mô xưởng sản xuất, kỹ thuật cùng với đội ngũ công nhân lành nghề thì công ty Minh Tiến cũng đã cho ra đời những dòng sản phẩm hoàn toàn mới, đẹp, kỹ thuật và đáp ứng được xu hướng của thị trường. Và những sản phẩm của công ty thì luôn đáp ứng những tiêu chí chất lượng cao, giao hàng đúng hẹn, giá cả cạnh tranh và luôn hướng đến những tiện ích tốt nhất cho người tiêu dùng. Kính thưa quý vị, đối với cặp học sinh thì năm nay ngoài những hình dáng quen thuộc như là siêu nhân hay công chúa baby thì Miti lại có một sự thay đổi ngoạn mục về hình dáng và trọng lượng. Về hình dáng thì quý vị thấy là với hình ảnh Robo Trái Cây rất gần gũi và quen thuộc với các học sinh. Còn về trọng lượng thì chắc chắn là quý vị đang rất thắc mắc, không biết là trọng lượng của chiếc cặp như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thị phạm nha. Hoàng Vũ sẽ cân chiếc cặp này. Và với chiếc cặp với kích thước là 30 x 37 x 18cm thì trọng lượng chỉ là... Wow, vào khoảng là 0,8kg mà thôi. Rất là nhẹ, rất là bền cho các em học sinh của chúng ta. Wow, quả thật là rất ngạc nhiên đúng không quý vị? Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phần bên trong của chiếc cặp sách này nha. Bây giờ thì Thanh Mai và Hoàng Vũ sẽ mở khóa ra và chúng ta sẽ cùng khám phá. Ở phía bên trong của chúng ta thì được thiết kế với hai ngăn lớn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một ngăn phụ nằm ở trên tấm vách ngăn này. Và ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có một túi vừa. Và đây là một túi nhỏ. Và ở hai bên hông đó là hai túi lưới. Ngoài ra thì sản phẩm này được thiết kế với chất liệu bằng vải ni lông chống thấm rất tốt và ít bám bụi, sẽ giúp cho các em học sinh của chúng ta sẽ giữ được sản phẩm này bền lâu như mới. Thưa quý vị, đối với một chiếc cặp học sinh tốt thì một trong những tiêu chí đánh giá đó chính là phần thân sau của cặp. Và bây giờ Hoài Vũ sẽ mời quý vị chúng ta cùng khám phá phần thân sau của chiếc cặp học sinh siêu nhẹ Miti. Ở đây thì có rất nhiều những rãnh thoát mồ hôi, vì thế luôn tạo cho cảm giác các bé sẽ rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Đồng thời thì lưng cặp không bị áp sát vào lưng bé, nên là chúng ta không sợ rằng các bé ra nhiều mồ hôi. Và nếu có thì mồ hôi cũng không thấm ngược vào áo các bé đâu, vì thế không bao giờ lo lắng là cảm giác nóng nực hay khó chịu. Các em học sinh thì rất là hiếu động nên khi sử dụng cặp sách siêu nhẹ Robo Trái Cây của Miti thì các em sẽ rất thoải mái khi vận động. Một yếu tố không thể không nhắc đến là quai đeo, là phần tiếp xúc nhiều nhất với cơ thể các em. Vai đeo này có đệm mút dạng lưới tổ ong, dễ thấm mồ hôi và tạo cảm giác thông thoáng. Phần quai đeo rất chắc chắn nên trọng lực không bị lệch một bên. Phần trên có trợ lực may tiếp nối với thân cặp, rất chắc chắn nên không sợ bị bung quai. Và chính vì vậy mà khi trọng lượng dồn xuống phần đáy cặp cũng sẽ được nâng đỡ nhẹ nhàng và không lo bị bung đáy. Kính thưa quý vị, như đã giới thiệu ban đầu thì ngoài những ngăn chính của cặp, chiếc cặp còn có hai túi lưới hai bên, rất tiện dụng để các em học sinh của chúng ta có thể bỏ những vật dụng cá nhân của mình, ví dụ như là chai nước nè, hoặc là những bình sữa để chúng ta tiếp sức sau những giờ học căng thẳng. Và quý vị biết không, theo nghiên cứu của Trung tâm Sức khỏe Môi trường thì hiện nay có tới 40% trẻ em bị bệnh cong vẹo cột sống. Và nguyên nhân do đâu vậy Hoàng Vũ? Hoàng Vũ nghĩ là từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do những quai đeo bị lệch sang đúng một rồi. Bên. Và thứ hai là do trọng lượng chiếc cặp quá nặng. Và điều này sẽ gây ảnh hưởng đến hệ xương khớp của các bé sau này. Vì vậy mà quý phụ huynh của chúng ta nên lưu ý chọn mua những sản phẩm siêu nhẹ của Miti thì đây là những biện pháp tốt nhất để khắc phục điều này. Và quý vị biết không, vị sáng lập ra thương hiệu Miti còn là một bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật bệnh nhi và ông đã dành ra 20 năm để có thể nghiên cứu ra những sản phẩm ưu việt của Miti này và đặc biệt là sản phẩm cặp học sinh siêu nhẹ Robo Trái Cây. Vì vậy mà quý vị của chúng ta có thể yên tâm khi lựa chọn những sản phẩm này cho bé yêu của mình nhé.
Và thưa quý vị, nếu chọn ra 3 tính từ để miêu tả về chiếc cặp mới của Miti thì Hoàng Vũ xin phép được chọn ra 3 từ như sau. Thứ nhất là bền, thứ hai là đẹp và thứ ba là siêu nhẹ. Kính thưa quý vị, với chiếc cặp sách Miti thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều những tiện dụng. Và bây giờ Hoàng Vũ và Thanh Mai xin phép được giới thiệu đến quý vị một sản phẩm cũng tiện dụng và hữu ích không kém, đó chính là chiếc cần kéo ba lô Miti với hình ảnh robot trái cây. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Chiếc ba lô cần kéo robot trái cây có kích thước là 30 x 37 x 18cm với trọng lượng là 1,2kg, có hình bầu. Ngoài ra thì chiếc cần kéo được làm từ hộp kim nhôm cao cấp chống rỉ và với một bề mặt là vải ni lông chống thấm nè, chống ướt nè và còn ít bám bụi nữa. Bên trong thì được thiết kế với tất cả là 3 ngăn, có một ngăn lớn để đựng đồ, ngăn thứ hai là ngăn vừa và cuối cùng là ngăn nhỏ. Bên cạnh đó thì còn có hai chiếc túi lưới hai bên rất là phù hợp với trọng lượng và kích thước dành cho một chiếc cặp học sinh tiêu chuẩn cho các bé học sinh của chúng ta. Ngoài chiếc cần kéo này thì sản phẩm còn có thêm hai chiếc bánh xe ở phần đáy. Đây là những chiếc bánh xe rất cứng và bền, có thể lăn trượt một cách nhẹ nhàng. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta sợ rằng những chiếc bánh xe này sẽ làm dơ áo của các bé thì quý vị hoàn toàn yên tâm, bởi vì chiếc cặp được thiết kế có một phần lưới giúp cho chúng ta có thể che đậy phần bánh xe, vì thế là không sợ rằng bánh xe sẽ làm dơ áo các bé đâu ạ. Ngoài ra thì một thông tin nữa cũng sẽ được chia sẻ với quý vị là chiếc cần kéo rất là dễ dàng tháo đắp. Chúng ta chỉ cần thực hiện những thao tác rất đơn giản và bằng chứng là Hoàng Vũ đã dùng tua vít và vặn, thế là đã có được một chiếc cần kéo như thế này rồi. Với một chiếc ba lô Miti như thế này thì các bé của chúng ta sẽ rất là linh động, bởi vì vừa đeo vừa xách và vừa kéo rất tiện dụng. Cũng tương tự như chiếc túi xách Miti hình robot trái cây thì ba lô cần kéo robot trái cây cũng có hai màu, với màu đỏ phối xanh sẽ dành cho các bé nam và màu hồng phối với màu tím sẽ dành cho các bé nữ. Và đặc biệt hơn, với những thiết kế robot trái cây trên cặp và ba lô học sinh của Miti thì đây là những thiết kế có bản quyền hoàn toàn mới và lần đầu tiên có mặt trên thị trường Việt Nam. Và hơn nữa thì Miti của chúng tôi cam kết những sản phẩm này sẽ bán đúng giá niêm yết trên toàn quốc, và ngoài ra thì chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó thì quý vị của chúng ta có thể hoàn trả sản phẩm trong vòng 7 ngày. Hơn nữa thì Miti cũng đang tham gia chương trình bình ổn giá trên toàn quốc. Thưa quý vị, với những sản phẩm tuyệt vời như vậy thì Hoàng Vũ biết chắc là quý vị cũng đang rất quan tâm về giá cả đúng không ạ? Với chiếc cặp sách Miti hình robot trái cây như thế này thì giá chỉ là 269.000 đồng. Còn với chiếc ba lô cần kéo Miti hình ảnh robot trái cây thì giá là 429.000 đồng. Với mức giá như vậy thì không cao hơn so với những sản phẩm hiện đang bán ngoài thị trường, và chỉ cần bỏ ra 2/3 số tiền thôi thì chúng ta đã sở hữu và sử dụng chiếc cặp sách Miti với chất lượng như ý, giá quá tốt, rẻ bất ngờ đúng không ạ? Vâng, và đây sẽ là một món quà rất ý nghĩa dành tặng cho tất cả các em học sinh và cũng tri ân cho tất cả quý phụ huynh đã đồng hành và tin tưởng cùng với Miti trong những năm vừa qua. Để có thể mua được những cặp sách mới chính hãng đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh của Miti thì quý vị của chúng ta có thể truy cập vào website www.miti.vn hoặc có thể liên hệ với những cửa hàng và đại lý bán hàng chính hãng của Miti trên toàn quốc. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc tại trung tâm chăm sóc khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại 0903 815 299, trung tâm chăm sóc khách hàng tại Hà Nội ở số điện thoại 0935 567 587. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc tại công ty trách nhiệm hữu hạn may túi sách Minh Tiến ở địa chỉ là 155 đường Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ở số điện thoại 0839 820 186, 0839 820 196. Miti, always beside you. Luôn luôn bên bạn.